vàng á. Màu đen ở trên đó. Màu đen là mắt kiến. Màu đen là lớn kế anh Giang á. Đó, đúng rồi. Giang Du ơi. Dạ. Nghe nói không? Dạ. Lát nữa anh mà tức lên nói tiếng Hàn Quốc nữa nha. Áo đen là phải vô áo đen. Áo đen là gì? Ba men vô đi nha. Một đi vô lấy men cái cửa. Hãy cùng chào đón MC Trường Giang và Harry Won. Okay, cho xin lại. Các bạn thông cảm, hôm nay có một cái chương trình khác với chương trình mình. Chắc mình quay tới sáng. Lấy lại khán giả để Ben của em mới nãy nhá. Bơm ơi, em cố gắng em đi từ cái chỗ cái sàn đó đó, mình đi lao vô cái cửa, cố gắng nhanh một cú máy này thôi. Rồi sau đó khi nghệ sĩ đi ra hay MC đi ra thì em kéo ra theo. Dạ rồi. Tôi cố gắng Ben chậm giùm anh hả, từ khán giả Ben lia nhẹ thiệt nhẹ thôi. Dạ vâng. Ok, mà hồi nãy em Ben nhanh quá về ben nó sẽ lại. Xé hình đó. Rồi bây giờ mình làm lại nha. Cố gắng giùm anh nha. Cái máy. Rồi ok. Chuẩn bị 3 2 1 vỗ tay. Cái gì nè? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Một người thôi. Một người, một còn người. Còn không thì thôi, ba giữ hai MC đi. Rồi, ba giữ hai MC. Hai, giữ hai MC nha. Lấy nét lại cho ba. Nét. Ok, chúng ta trả lại tiếp nữa. Lấy nét lại. Nét lại. Rồi, rộng ra một xíu. Rộng ra xíu. Ok chưa? Rồi, giữ đi. Nó đang lấy mình. Ê. 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 Có thể nói như Đình Hài á, quay phim mà cười vừa rung máy luôn á. Tại vì nó đang bị vui quá mà mình mệt cười á. Dạ, nếu nghe nghệ sĩ của em hay chọc cười thì chọc cười mấy anh quay phim á. Cái tay mấy anh sẽ rung cho khung hình rung. Hôm nay tôi được chứng kiến rồi, tôi cũng gây nghiệp với bên quay phim nhiều lắm. Hôm nay tôi được trả rồi. Kìa cắt. Chủ ơi, cái lưng mình ổn định miếng được không? Mình đừng có bay nữa. Dư Thanh Vàng mạng sát vui. Ba là ba leo đen này, ba leo đen này. Áo đen vàng Áo đen ở trên đó, đang mất kiến. Áo đen là lớn kế Giang á. Đó, đúng rồi. Giang Du ơi. Dạ. Nghe nói không? Dạ. Lát nữa anh mà tức lên nói tiếng Hàn Quốc nữa nha. Áo đen là phải vô áo đen. Áo đen là gì? Người mặc áo đen. Mới nãy cái người mặc áo đen á, mình phải bắt người ta đó. Áo đen. Thưa quý vị, là hôm nay là chương trình của chúng ta là chào đón là kiểm tra nét lại, một kiểm tra nét khác lồng ghép vào chương trình này đó là sao học viện với những người của bạn Nguyễn Đình Vũ và bạn Jun, hai bạn đang học viện cái nghề quay phim. Mà quay phim là gì? Bạn đó đang quay trực tiếp Trường Giang là bạn Jun, bạn người Hàn Quốc. Và bạn Nguyễn Đình Vũ là quay cái boom, là cái mà quý vị thấy là lên xuống á. Thì khi cái ghế này lên á thì phải lên, mà ghế này xuống là cái boom nó phải xuống. Mà không được là phải cắt quay lại. Mà Quỳnh Thi đang bận chuẩn bị đi ăn đám giỗ rồi, cắt quay tới quay lui nhiều thì nó không kịp thời gian, nên bạn quyết định là trả lời sai để cái boom nó không lên không xuống, để khỏi cắt. Cứ vậy mà quay thôi. Em giúp đỡ đoàn phim á anh. Giúp đỡ đoàn phim ha. Quá tuyệt vời. Máy chạy. Rồi ba vô cận áo trắng ngồi trên ghế giùm anh. Vô áo trắng ngồi trên ghế. Áo trắng ngồi trên ghế. Ghế vàng á. Ai áo trắng trên ghế? Đúng rồi. Thấy nét nha, nét nha. Sáng. Cận nữa em, hẹp nữa đi. Hẹp nữa. Đúng hết rồi không? Đúng một mình áo trắng là đừng lấy vàng. Vô nữa. Đừng có hở đầu. Đúng rồi. Ok. Lên. Đó, chúng ta rõ ràng ta thấy cái bụng của đang quay không? Quay sai rồi. Vũ ơi. Quay lại. Xuống. Xuống này thôi. Thật ra Nguyễn Đình Vũ là một cái bạn hiện tại đang được thương lắm. Nhưng mà nghề còn chưa được lắm. Nghề quay phim anh. Nghề quay phim, một lớp 2, 3. Lên.
Thôi kệ đi chứ không không đúng được đâu. Không đúng được đâu. Hỏi Vi gợi ý Thiên làm cái gì? Tán em đi. Lên. Theo ơi. Lên lên theo theo theo, theo một người áo trắng thôi. Có. Một người thôi, một người áo trắng thôi. Ok. Qua lại bạn nam đây. Ba, ba. Vô. Vô bạn áo trắng. Áo trắng rồi chị ghé vô vô bạn bạn nam. Rồi theo ra luôn nè em, theo theo. Vô theo. Rồi Vô ơi, em cận áo trắng lên vô. Cận từ ngực lên tới đầu. Cần vô một người áo trắng. Một người áo trắng thôi. Đúng rồi, cận. Bây giờ cho chị hỏi là em có biết bài Mọc Bác đi cho em hỏi cái cung này sao nó có đau sát mặt em có đau sát rồi không vậy? Bơm bay, bơm bay, bơm bay. Nhớ em đó. Mặt đó ở đây, bơm bay. Nhớ em đó. Đi vô mặt đi. Mấy ở đâu? Mấy đi ở đâu? Đi vô lắm hả? Đi vô đây, đi vô đây. Đi vô đây, đi vô đây. Em đi vô đây, quay xuống mặt. Bơm bay. Vô ra đây nè, mặt mình ở đây rồi, bơm bay. Bây giờ vậy nè, em á, em hát trong cái máy bơm á. Máy bơm. Máy bơm. Cái bơm. Bùm. Còn máy bơm ngoài giếng. Dạ. Máy bơm. Em nhìn cái máy bơm em hát bài Bèo Dệt Mây Trôi được không? À, bèo ra mây trôi chung xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi anh chờ. Thôi chúng ta quên. Chúng ta chúng ta quen nhau. Em nhìn máy, em nhìn máy, em nhìn máy tương tác kìa. Ba đóng một khẩu. Bèo ra mây trôi. Ủa sao em khùng gì thì chị nói gì em làm đó vậy? Rồi bây giờ câu hỏi nha. Đố lời bài ra, hát, hãy kể hoạt động của mây, chim và cá trong lời bài lời hát Bèo Dệt Mây Trôi của ca sĩ An Thang. Mây giờ cao lên đi, Vũ. Ta cá lội cao lên trời luôn. Cao lên luôn. Không, cao là mình dừng gục xuống. Nghe theo, chạy 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 ra luôn. Không có chim ca, chim ca. Cái xe cá, cái bơm đông trên trời vậy. Lạng quá, Vũ ơi. Em là ta bắt đầu diễn rồi. Nó không bị đuối cơ ai đúng không? Vô cận lại đi, Vô. Vô cận một người áo trắng thôi. Một người áo trắng luôn. Phân kết, phân kết. Phân kết lại nè, Vô ơi. Em muốn giữ. Nhưng mà tay run á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rất mỏi nên là ông chú phải giữ mà. Để tập trung quay được. Dĩ dạng. Chỉ tập trung vô công việc của mình thôi. Run, rất run. Đây, cố gắng theo nha Vô ơi. Ba câu. Lấy lên theo nè. Đúng rồi, à, coi coi nét lại, nét lại. Nét. Rồi, coi kỹ lên nét nè. Kê cắt. Ok. Cắt máy. Cắt máy. Rồi, cắt máy, cắt máy, cắt máy. Khó, khó chịu, chẳng hạn tập chuyện. Nhưng mà mấy cái này nghĩ sao ra. Mỗi quá. Ekip thật vất vả. Thật vất vả. Đau tai quá. Không có đố thị gian nữa. Thật sự quá mệt, dạ. Đau xuống cả lưng phần dưới đây nè. Thích gặp mặt. Anh ơi, mà bình thường á, nếu quay thì mất 4-5 tiếng đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu như vậy, nếu muốn đi nhà vệ sinh thì sao? Mình đợi những cái lúc mà xong một số. Xong nếu một muốn game. Thì sao? Nếu gấp thì sao? Chịu. Phải chịu không? Phải chịu. Trời ơi. Má Nga, hai cái tay còn phồng hết luôn rồi má Nga. Khủng khiếp luôn. Mỏi vai không? Mỏi vai chứ. Ồ, mũi chân chứ. Đúng không? Nãy giờ là em mới quay con chút đúng không? Dạ. Tụi anh là quay cả ngày. Ồ, mỏi đúng không? Đây chỉ mới là quay một số của Nhanh Như Chớp thôi. Hoàn toàn nếu mà quay có thể số thứ 2, số thứ 3, số thứ 4 trong những ngày sắp tới chắc chắn mình sẽ không chịu nổi. Thì có lẽ phải hỏi anh Thanh cái bí quyết. Coi có ảnh có tập gym hay là ảnh thể dục thể thao gì đó cho cái tay của ảnh khỏe lên không? Thì có những lúc em làm nó rất là tốt. Nhưng mà mình cố gắng, có nghĩa là cho mình chưa quen á, cái khi mà mình giữ cái này lâu á, cái mình lên xuống á, nó mệt. Nhưng mà hết số là chắc là em chuyên nghiệp á. Wow, cảm ơn anh nhiều. Rồi, ok, kết thúc số hình đầu tiên nha. Rồi, cảm ơn em quay phim, cảm ơn các bạn. Ồ, anh Thanh ơi, em sống quá hợp rồi. Chúc mừng.